hay vua Hùng là gọi các vị vua của nhà nước Văn Lang của người Lạc Việt. Hùng Vương là con trai của Lạc Long Quân, lên ngôi vào năm 2879 trước Công Nguyên, đặt quốc hiệu là Văn Lang, chia nước làm 15 bộ. Truyền đời đến năm 258 trước Công Nguyên thì bị Thục Phán, tức An Dương Vương chiếm mất nước. Xưa cháu ba đời của Viêm Đế, họ Thần Nông là Đế Minh, sinh ra Đế Nghi. Sau Đế Minh, Nhân đi tuần phương Nam đến Ngũ Lĩnh, lấy con gái Vũ Tiên, sinh ra Lộc Tục. Lộc Tục là bậc thánh trí thông minh, Đế Minh rất yêu quý, muốn cho nối ngôi. Lộc Tục cố nhường cho anh, không dám vâng mệnh. Đế Minh mới lập Đế Nghi, anh trai Lộc Tục làm con nối ngôi, cai quản phương Bắc. Phong Lộc Tục làm Kinh Dương Vương, cai quản phương Nam, gọi là nước Xích Quỷ. Kinh Dương Vương xuống Thủy Phủ, lấy con gái Động Đình Quân tên là Thần Long, sinh ra Lạc Long Quân. Lạc Long Quân thay cha trị nước, còn Kinh Dương Vương không biết đi đâu. Đế Nghi truyền ngôi cho Đế Lai cai trị phương Bắc. Đế Lai nhân thiên hạ vô sự mà đi chu du khắp nơi. Đi qua nước Xích Quỷ, thấy Lạc Long Quân đã về Thủy Phủ, liền lưu con gái của mình là Âu Cơ ở lại đó. Lạc Long Quân trở về, thấy Âu Cơ xinh đẹp, Âu Cơ ưng theo, Lạc Long Quân liền rước nàng về núi Long Trang. Hai người ở với nhau một năm, sinh ra bọc trăm trứng, sinh ra trăm con trai anh dũng phi thường. Lạc Long Quân bảo rằng: ta đem 50 con trai về Thủy Phủ, phân trị các xứ, 50 con trai theo nàng ở trên đất, chia nước mà cai trị. Dù lên núi xuống nước, nhưng có việc thì cùng nghe, không được bỏ nhau. Âu Cơ cùng 50 con trai ở lại Phong Châu, tự suy tôn người hùng trưởng lên làm vua, hiệu là Hùng Vương. Con của Lạc Long Quân là Hùng Vương lên ngôi, đặt quốc hiệu là Văn Lang, chia nước ra làm 15 bộ, là Giao Chỉ, Chu Diên, Vũ Ninh, Phúc Lộc, Việt Thường, Ninh Hải, Dương Tuyền, Lục Hải, Vũ Định, Hoài Hoang, Cửu Chân, Bình Văn, Tân Hưng, Cửu Đức, đóng đô ở bộ Văn Lang, Phong Châu. Về bờ cõi, nước Đông giáp biển Nam Hải, Tây đến Ba Thục, Bắc đến Hồ Động Đình, Nam giáp nước Hồ Tôn, tức nước Chiêm Thành. Hùng Vương sai các em trai phân trị, đặt em thứ làm tướng võ, tướng văn. Tướng văn gọi là Lạc Hầu, tướng võ là Lạc Tướng. Con trai vua gọi là Quan Lang, con gái vua gọi là Mỹ Nương. Quan Hữu Ti gọi là Bố Chính, Thần Bọc Nô Lễ gọi là Nô Tỳ. Xưng thần là Khôi, đời đời cha truyền con nói gọi là Phu Đạo, thay đời truyền nhau cho đến hiệu là Hùng Vương không đổi. Theo truyền thuyết, người Việt của chúng ta xuất hiện vào khoảng chừng 3.000 năm trước Tây Lịch, hay là khoảng 5.000 năm đến ngày hôm nay. Và ông Lạc Long Quân thuộc dòng dõi Rồng đã lấy bà Âu Cơ thuộc dòng dõi Tiên. Sau đó hai người sinh ra một bọc trứng và nở ra được 100 người con. Khi trưởng thành, 50 người con theo cha xuống biển, còn lại 50 con theo mẹ lên trên miền núi ở. Người Việt còn gọi là dòng dõi Tiên Rồng, và sách sử cũng chép rằng ông Lạc Long Quân thuộc họ Hồng Bàng là dòng họ đầu tiên cai trị nước Việt Nam của chúng ta. Và đầu tiên ông Lạc Long Quân lấy tên nước là Văn Lang, biệt hiệu là Hùng Vương. Con trai của vua thì được gọi là Quan Lang, con gái của vua được gọi là Mỹ Nương. Và trong vài thế kỷ qua, người ta đào được rất nhiều trúc đồng ở ngoài miền Bắc, và trên trúc đồng được khắc ghi những hình ảnh của chim lạc và chim hồng. Do đó người ta còn gọi nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam là dòng giống Lạc Hồng, và trải qua được 18 đời vua Hùng Vương. Trong vòng 18 đời vị Hùng Vương thì chúng ta có rất nhiều truyền thuyết, mà trong truyền thuyết thì đều có những bài học
để cho con cháu chúng ta học theo. Đời vua Hùng Vương thứ nhất gọi là Kinh Dương Vương, thứ hai là Hùng Hiền Vương, thứ ba là Hùng Lân Vương, thứ tư là Hùng Việt Vương. Vào đời vua Hùng Vương thứ tư, chúng ta có sự tích trầu cau. Sự tích trầu cau nói về tình nghĩa vợ chồng, tình nghĩa anh em, không có gì hài hòa và kết hợp hơn dây trầu quân quanh thân của cây cau. Và như vợ với chồng, và khi phải nhai cả trầu cau lẫn đá vôi, khi chúng ta nhả ra thì chúng ta thấy có màu đỏ, màu của máu hay là màu của huyết thống, của anh em, của tình nghĩa vợ chồng. Đó là sự tích trầu cau vào đời vua Hùng Vương thứ tư. Đời vua Hùng Vương thứ năm là Hùng Hy Vương. Đời thứ sáu là Hùng Huy Vương. Vào đời vua Hùng Vương thứ sáu thì chúng ta có Phù Đồng Thiên Vương. Phù Đồng Thiên Vương là nói về tình yêu tổ quốc và bổn phận của người công dân đối với quốc gia dân tộc khi quốc gia dân tộc bị lâm nguy. Vào thời vua Hùng Vương thứ sáu, khi giặc phương Bắc, giặc nhà Ân đem quân qua dự định xâm chiếm nước ta, thì Phù Đồng Thiên và sau khi đánh tan giặc Ân, quay lại ở ẩn, không màng đến công danh phú quý hay của những bổng lộc mà vua hứa ban cho mình. Ngoài ra, trong đời vua Hùng Vương thứ sáu, chúng ta còn có sự tích bánh dày bánh chưng. Sự tích bánh dày bánh chưng dạy cho chúng ta là công lao của bố mẹ, tình yêu của con cái đối với bố mẹ, đối với ông bà, đối với tổ tiên của chúng ta. Và tình yêu đó, lòng quý trọng đó, tất cả rất nhiều nước trên thế giới được đặt lên một cái đạo gọi là đạo hiếu hay gọi là hiếu đạo. Vua Hùng Vương thứ bảy là vua Hùng Chiêu Vương, thứ tám là vua Hùng Vĩ Vương, thứ chín là vua Hùng Định Vương, và thứ mười là vua Hùng Hy Vương. Mà Hy Vương này khác với lại vua Hùng Hy Vương đời thứ năm là một cái chữ y ngắn và một cái chữ y dài nhé. Vào đời vua Hùng Vương thứ mười, chúng ta có sự tích quả dưa hấu. Sự tích quả dưa hấu, ông bà chúng ta muốn dần lao về tư cách sống, sự tự lập, không ươn hèn, không ỷ lại, qua hình ảnh của một an tiêm sống trên hoàng đảo, biết tự trọng và hối lỗi. Tiếp theo, đời vua Hùng Vương thứ 11 là Hùng Trinh Vương. Đời vua thứ 12 là Hùng Võ Vương. Đời vua thứ 13 là Hùng Việt Vương. Đời vua thứ 14 là Hùng Anh Vương. Đời vua thứ 15 là Hùng Triều Vương. Đời vua thứ 16 là Hùng Tạo Vương. Đời vua thứ 17 là Hùng Nghị Vương. Và đời vua thứ 18 là Hùng Duệ Vương. Vào đời vua Hùng Vương thứ 18, chúng ta có câu chuyện về Sơn Tinh Thủy Tinh. Thực sự câu chuyện Sơn Tinh và Thủy Tinh nói lên cái sự ghen tương, sự giành giật một người con gái đẹp của hai ông thần. Nhưng qua câu chuyện này thì ông bà chúng ta đã giải thích cho các con cháu đời sau về thiên tai bão lụt hàng năm xảy ra tại nước Việt Nam của chúng ta. Và từ đó hàng năm dân chúng cứ kéo nhau lên trên núi Tản Viên, là một trong những ngọn núi cao ở miền Bắc của Việt Nam, để tránh nạn bão lụt. Và ngoài ra, Sơn Tinh hay thần Sơn Tinh, thần Tản Viên còn được phong là một trong bốn vị thần lớn của Việt Nam. Đó là đệ nhất thần là Sơn Tinh, đệ nhị thần là Phù Đồng Thiên Vương, đệ tam thần là Chư Đồng Tử, và đặc biệt đệ tứ thần lại là một người phụ nữ là Liễu Hạnh
công chúa. Và hàng năm vào ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch, các cộng đồng người Việt khắp nơi trên thế giới, kể cả Việt Nam, đều tổ chức ngày lễ giỗ tổ, hay còn gọi là giỗ tổ Hùng Vương. Đặc biệt tại miền Bắc có đền hội đền Hùng tại tỉnh Phú Thọ đã được tổ chức rất long trọng. Họ dù ai đi ngược về xuôi nhớ ngày giỗ tổ. Họ nhớ ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3. Họ khắp miền truyền mãi câu ca, nước non dần nước. Họ nước non dần nước non nhà ngàn năm. Việt Nam ngày 10 tháng 3 năm 4895 Việt lịch. Tế chủ thành tâm chắp tay cúi đầu đảnh lễ dâng hương kính cáo cùng. Tiên linh thủy tổ Việt tộc kinh Dương Vương Lộc Tục, tiên linh Việt tổ phụ Lạc Long Quân Sùng Lãm, tiên linh Việt tổ mẫu Âu Cơ, tiên linh 18 đại hùng vương, tiên linh tiên vương các triều đại, tiên linh các anh hùng liệt nữ, tiên linh trăm họ Âu Lạc Việt, cáo rằng nước có nguồn, cây có cội, chim có tổ, người có tông, bảo tồn bản sắc cội nguồn để làm người không vong bản, ghi nhớ công nghiệp tiên tổ cho con cháu biết giống dòng. Nhớ chư tổ linh xưa, lĩnh Nam một dải hoàng phu, công khai phá mồ hôi tràn Đông Hải, Âu Lạc hai dòng hợp nhất, giữ giống đòi máu đỏ đẫm hoa Nam. Tiếng bố ơi rươm rướm lệ dân hùng, lời ly ước nỉ non đàn chim Việt. Nào bảo bọc dân ương, nào chăm lo dân hạnh, chống giặc tự thiếu niên, tài thánh giống vang danh phù đẫm, ngăn sông bằng đức tịnh, hạnh sơn tinh trạng rỡ tản viên, lo nông tang như an tim, hoang đảo thành đồng dưa trù phú, tình bao la như đồng tử, thành trì hóa dạ trạch phiêu diêu, gương hiếu đạo mộc mạc lan liêu, tình sắc son thủy chung cao thị, trống đồng dội vạn thù khiếp vía, đàn đá reo muôn dân ca sang. 2600 năm dư là bản hùng ca thần công bắt địch, 18 triều đại nguyên sơ là nôi văn minh thánh tích Nam Di. Than ôi một phút xa cơ, ngàn năm quốc hận, may nhờ thiên đức Việt tổ, triệu dân đồng lòng chống giặc bắc núi sông là hầm chống hào lũy, hóa dân Nam chương đạo thay kiếm kích binh đao. Qua gian khó dập dồn, nước non lại đến kỳ thái bình độc lập, bao chiến công vang dội, con cháu giữ tròn dải gấm vóc non sông. Tuy 54 dân tộc anh em đoàn kết một lòng, nhưng ngàn năm văn hiến chưa xứng đền ơn nghĩa cả. Kính lạy chư linh, chúng con nay mượn nhang đèn thể hiện lòng thành, dâng bánh trái hàm ơn tiên tổ, nguyện rằng xem núi sông là máu thịt, quyết bảo toàn tầng tất đức, không phụ chí tổ vương, tiếp văn hóa từ muôn phương, gắn thu nhập từng phát minh, dựng văn minh Việt tộc, cố sao cho trống trường mãi rền vang, cáo thế giới Việt sư hưng Việt quốc, chiên quốc lễ ngân dài, nhắc nhân tâm Nam đế trị Nam bang. Thắp trăm nén nhang lòng thành đảnh lễ, linh thiêng chư tổ chứng giám lòng thành, nhất tâm hồi hướng Việt tổ thánh linh đăng đàn thủ lễ.